Cái gì vậy? Rồi, trời ơi, đã quá. Mới vừa làm một giấc xong quá là đã luôn ấy. Rồi, giờ đi ra đây tập thể dục thôi. Mặt trời đến đỉnh đầu luôn rồi. Trời đất ơi, không ngờ hôm nay mình lại ngủ nướng như vậy luôn á mọi người ạ. Hả, cái gì đây? Nhiệm vụ á, cái gì đây? What the... Mình vừa mới chuyển đến căn nhà mới mà có nhiệm vụ gì cho mình đây? What the hell? Đâu đây, mình đập rỡ ra đập. Rồi, cái gì đây? Một cái bản đồ mọi người ạ. Và một cái gọi là nhiệm vụ mật á. What the... Cái là cái gì vậy? Mình mở, mình đọc thử xem sao nha. Xin chào Ganger, đây là nhiệm vụ khẩn. Hiện tại chúng tôi đang thiếu nhân lực, chúng tôi cần bạn giúp đỡ. Nhiệm vụ lần này bạn sẽ phải lên thám hiểm mặt trăng một chuyến. Bạn sẽ lên mặt trăng bằng phi thuyền chúng tôi đã trang bị sẵn và đồ tiếp tế ở đó. Cái gì đây? Hãy đi theo tấm bản đồ. Tiền thưởng lần này nếu hoàn thành sẽ là 2 triệu đô. Cái tên giáo sư Kento, ủa ông này là ông nào vậy? Tự nhiên thiếu nhân lực cái tiền đến mình là sao ta? Ui, mà lần này mình phải lên mặt trăng đúng không mọi người? What the, lên bằng kiểu gì đây? Nghe nói là bằng phi thuyền mà ông trang bị cho mình đấy. Và ông giáo sư Kento là ông nào vậy? What the, mình có quen ông này đâu. What 2 triệu đô đâu mọi người ạ. Mọi người nghĩ là mình có nên tiếp nhận cái nhiệm vụ này không đây? Gì là mình, mọi người thấy cái căn nhà của mình rồi đó. Thì mình đang ở trong cái căn nhà bằng đất mọi người. Nghĩ là mình cần tiền để mà trang trải cuộc sống mọi người. Và 1 triệu đô là không ít đâu nha. Đâu, để mình gặp lại nè. Đây, 2 triệu đô đâu mọi người ạ. Ui, 2 triệu đô là khoảng là mấy tỷ Việt Nam đồng ấy mọi người à. Ui, nếu như là không ít đâu nha, mình có thể sử dụng để xài cho hết cuộc đời luôn á. Rồi, ok, chắc là mình sẽ chấp nhận hoàn thụ nhiệm vụ nhé. Cái này là lên mặt trăng để thám hiểm rồi đúng không? Ok luôn. Rồi, giờ mình sẽ mở cái bản đồ lên để coi ở đâu nha. Có vẻ như là đi theo cái chữ X mọi người à. Hình như là chữ X là đây, ở hướng này đây. Đó là sau nhà mọi người, mình luôn cũng khá là gần đấy. Mình đi ra coi chỗ đó là cái gì nhá. Ui, cái kìa mọi người, mình thấy một cái phi thuyền mọi người ạ. Ui, có vẻ khá là uy tín đó nha. Wow, cái này chu đáo vậy, nhiệm vụ mà chia mà khá là chu đáo nha. Wow, ở đây có một chữ X nè mọi người. Ui, ở đây có con tàu phi thuyền vũ trụ mọi người. Wow, có vẻ là nó sẽ hướng định định, định hướng đến mặt trăng mọi người. Đâu đây, mình coi trong gương nó đồ nó trong cái gì đây. Một cái mặt nạ không khí mọi người, và những cái bình không khí bự những khí này và những cái này nữa. Cho mình đồ ăn để mà mình ăn luôn nè mọi người. Đây là đồ ăn để mà ăn trong không gian đó mọi người. Đâu, để mình thử mặc những cái trang bị những cái gear này vô coi. Đợi trước tiên mình muốn lên vũ trụ mình sẽ cần phải trang bị những cái gear này trước mọi người. Đây, những cái gear, những cái siêu đồ. Ui, tính ra cái này là trang bị hết đầy đủ cho mình luôn ấy. Không thiếu một cái món đồ nào để mà lên mặt trăng luôn. Wow, khá là ok đó nha. Trời, nhìn mình cứ giống phi hành gia cho mọi người. Wow, quá là ngầu luôn á nha. Nếu bạn nào thấy mình ngầu, quá là ngầu trong cái bộ dạng này thì bạn comment bên dưới nha. Và đã cho lại video này một like nha. Ok, rồi, có vẻ như là bây giờ mình sẽ cần phải lên vũ trụ này trước mọi người. Ôi, nhưng mà lên mặt trăng mình nghe có vẻ khá là nguy hiểm ấy. Cho là mình cần phải về nhà trước mọi người. Đây rồi, đây là mình sẽ tiết lộ cho bạn một cái bí mật của mình nhá. Thì đây này mọi người, mình có giấu một cái rương ở đây và trong đây có chứa một trái táo vàng mọi người. Cái trái táo vàng này nó sẽ giúp mình sống sót sau trong một vài trường hợp nguy hiểm ấy, cho là mình sẽ mang theo nó để có gì phòng thờ những cái mối đe dọa cấp bách sau. Rồi ok mọi người, mình sẽ chuẩn bị lên mặt trăng đây. Không biết là nhiệm vụ lần này nó có khó không đây. Rồi, mình sẵn sàng chuẩn bị tâm lý rồi, bắt đầu thôi. Wow, cái gì đây, cái gì đây? Ôi, để mình coi coi trong bên trong coi có cái gì. Ui mình nè mọi người. Wow, hello mọi người nha. Đây, ui, trong đây nó khá là hẹp đúng không mọi người? Không hiểu sao lại trong cái phi thuyền nó cùi thế. Tính ra cũng phải con mấy cái phi thuyền mà bên trong có đầy đủ nội thất đồ chứ, xong rồi trong mình chỗ hẹp như thế này. Ui, và để mình coi coi xăng có đầy không đã để đi giữa đường nó rớt nữa. Ui, đầy xăng rồi mọi người. Rồi, không lên tay lên thuyền nữa. Chắc là mình sẽ bắt đầu đi lên luôn nha. Ok. Ui, trời ơi. Nó chuẩn bị bay nè mọi người ạ. À. Wow. Ôi, con nghe đi ra đi ra. Lửa ở đâu đốt chết em bây giờ. Rồi, ok, mình sẽ đi vô đây luôn. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Let's go. Yeah, trời ơi, nó bay lên kìa mọi người. Ui, có vẻ là đây là phi thuyền xịn nhất của mọi người ạ. Nó bay với tốc độ cực kỳ nhanh luôn nè. Wow, và kia mình thấy mình trong này luôn rồi mọi người. Ui, đây là trái đất rồi mọi người. Wow, để mình coi trong xung quanh trong tàu. Ui, nó rất là rất lư luôn và mình chả thấy gì hết mọi người.
Quỳ da và mình đang tiến ra phía ngoài vũ trụ đây. Để coi mình sẽ tới mặt trăng trong bao lâu. Ui đây rồi, đây rồi. Đây có 7 cái điều khiển của cái trong vũ trụ này đây. Mình sẽ có rất là nhiều hành tinh ở đây. Nhưng mà mình mục tiêu của mình là đến mặt trăng thôi. Đây rồi, đây chính là mặt trăng chúng ta đây. Và đây là trạm vũ trụ chúng ta đây nè. Thôi nhưng mà vô vấn đề chính, mình sẽ lên mặt trăng nhé. A few minutes later. Ok rồi mọi người. Trời ơi, đây là mình đang có mặt ở trong cái chỗ gọi là, hình như đây là cái buồng tiếp tế mọi người, để mà mình tiếp cái tiếp đất của cái mặt trăng này. Và bây giờ hiện tại mình sẽ cần phải điều chỉnh cái tốc độ đó để nó rơi từ từ xuống, chứ không nó sẽ phát nổ và rớt xuống cực kỳ tốc độ cực kỳ chóng mặt, và mình sẽ có thể có nguy cơ tử vong ấy. Để mình canh để mà cho nó rơi từ từ xuống để đảm bảo an toàn cho mình cái đã. Ui, và các bạn nhìn trên kia có con boss hay gì đấy. Ui, từ từ nha, để mình cẩn thận nha. Ui, 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 ui. Ô, 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 ô. Xuống từ từ, lên, xuống từ từ. Ui, cái gì kia, con gì kia. What the, con gì vậy? Người hành tinh hả? Oh, wow. Rồi, bây giờ mình sẽ cần phải. Đây là đâu đây? Ồ, đây là mặt trăng ư? Ôi, đi đây là mặt trời mọi người. Còn đây là trái đất chúng ta đâu? Ủa, trái đất của chúng ta kìa mọi người. Wow. Thực sự là nhìn đứng từ mặt trăng và nhìn ra trái đất thì cực kỳ đẹp luôn nha. Wow. Rồi bây giờ mình sẽ ăn ít đồ ăn mọi người. Đói rồi mọi người. Đi có một chút xíu mà đã đói rồi mọi người. Rồi. Để coi trong rương này nó sẽ là cái nhiệm vụ cái gì cho mình đây. Ôi, cái gì quá đời vậy? Sao ta là trang bị vũ khí không vậy? U, kính gửi Gan G. Cái gì đây, để mình đọc thử xem sao các mọi người ạ. Xin chào Gan G. Thì nhiệm vụ của bạn đến mặt trăng vẫn chưa hoàn thành. What the? Rõ ràng là kêu mình lên mặt trăng để thám hiểm mà giờ vẫn chưa hoàn thành á. Hiện tại trên cái mặt trăng này chúng tôi đã bị một con quái vật tấn công, và nó đang nắm giữ chiếc chìa khóa để cứu cả nhân loại. What? Nhân loại? Ủa mà sống trên đất bình thường mà ta có bị gì đâu ta. Bạn hãy dùng số đồ tôi đã cung cấp cho bạn để tiêu diệt nó, giành lấy chìa khóa và quay về trái đất để cứu nhân loại, và tiền thưởng của bạn sẽ là 2 triệu đô. Cảm ơn anh G. What the hell. Lúc đầu là mình có nghe cái mùi bị dụ dỗ đây rồi, tự nhiên lên mặt trăng rất là dễ luôn á, mà lại thưởng 2 triệu đô là mình nghe có mùi bị dụ đây rồi mọi người. What the hell. Bây giờ tự nhiên nó bắt mình tiêu cũng quái vật, có vẻ như cũng quái vật rồi mọi người. Rồi, nhìn nó có vẻ khá là kỳ bí và mạnh luôn á nha. Kìa kìa, nhìn thanh máu trên của nó kìa mọi người. Ui, mà không biết là mình có đủ sức mạnh để mà tiêu diệt nó hôm nay nữa. Và tính mạng của cả nhân loại đang nằm trong tay mình đấy mọi người ạ. Ui, mình sẽ cố gắng bảo vệ nhân loại. Rồi thôi, được rồi, mình sẽ vì nhân loại mọi người. Mình sẽ vì nhân loại chứ không phải vì 2 triệu đô đâu nhá. Okay. Là các bạn đừng có nghĩ xấu về mình nhá. Mình sẽ cố gắng cứu nhân loại chứ không phải là vì 2 triệu đô đâu. Ok rồi, có vẻ như là đây là những cái món đồ để mà trang bị cho mình để mà tiêu diệt con quái vật đó mọi người. Đây có một cái bộ giáp. Bộ giáp này có vẻ khá là nặng mọi người, nhưng mà không sao, mặt trên mặt trăng mà, nên là nó sẽ nhẹ hơn giúp mình. Ui, con quái vật kìa mọi người. Ui, nhìn nó có vẻ khá là mạnh đấy. Và mình được một cái kiếm titanium luôn à. Ui, xịn sò thế. Và mình được một cái khiên mọi người. Wow, được một cái, mình có một cái bộ sơ cứu này. Rồi bây giờ mình sẽ sắp xếp lại những cái thứ này để mà chuẩn bị gì giao chiến với con quái vật đó thôi. Từ từ nha. Đây là có một cái tàu vũ trụ sơ cứu đó mà chúng mình đi về nè. Ồ, và cái tàu này cũng được đổ đầy xăng luôn. Đấy, để mình sẽ tiêu diệt con quái vật đó và lượm cái tàu vũ trụ này đi về, lượm cái chìa khóa để mà đi vào trái đất luôn. Wow, trái đất trên kia mọi người. Thôi được rồi, mình sẽ trước khi mà đi vào trái đất mình sẽ cố gắng tiêu diệt con quái vật đó. Ui, nhìn cho bộ giáp khá là ngầu nha. Căng đét luôn đấy mọi người. Ok, rồi không lên tin nữa. Mình sẽ cố gắng tiêu diệt con quái vật này. Đầu tiên là mình sẽ bắn thử nghiệm trước mọi người. Ai, mày. Mày. Ai ai. Mày ui. Có vẻ như là cái hố này là do nó tạo ra rồi tự bị nhốt xuống đó mọi người. Quầy. Và mình chỉ có 6 mũi tên thôi, nhưng mà mình không vẫn không thể kết liễu nó được trong cái 6 mũi tên này. Ui 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 ui, cái gì? Như là nó không lên được mọi người. Mà nó bắn mũi tên, nó không bắn cung, biết bắn cung mọi người. Quầy, con quái vật này mà làm khó nhân loại á, ảo thế. Được rồi, tiêu diệt nó nhanh thôi. Mày. Mày. Ui, còn 2 mũi tên mà mình nghĩ là mình sẽ chém nó đâu. Ui, nó biết bắn cung luôn rồi mọi người. Mày với mày. Rồi, xong rồi, mình hết mũi tên luôn mọi người. Có nghĩa là mình sẽ cần phải xuống đó để mà sắp lá cà với nó thôi. Đây, mình có một mũi tên, không biết mình nhặt được không đây. Không nhặt được rồi mọi người. Có nghĩa là mình cứ cần phải xuống đó để mà sắp lá cà đó thôi. Ui, mình mong là mình sẽ không bị gì xây xác gì nha. Ok, xuống chơi với nó luôn nè. Vô. Ây da, trời ơi, nó bắn mình không rớt xuống đâu mọi người. Ây da, trời ơi, nó bắn mình kìa. Ui, à. Trời ơi, cái gì vậy? Ôi, có vẻ như là mình khá là khó từ tiếp cận nó luôn ấy. Nó cứ xuống rồi, nó sẽ quăng mình. Ây da, nó lại quăng mình kìa. Ôi, con này. Mày với mày. Nó lại quăng mình kìa. What the? Cái gì đây? Ôi kìa, cái con này nó không quánh mà mình, nó lại quăng mình rồi. Ui. Nhưng mà sai lầm của mày là một con là quăng trên cái mặt trăng này làm gì có trọng lực đâu nữa mà rớt đúng không mọi người.
xong mình sai lầm của mày là đây cái đó, ui lại quăng nữa, cái con này không có cái gì khác ngoài quăng à. Rồi xong mình với tao rồi, ai ui 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 trời ơi bắn luôn không rớt, ui thôi cái gì đấy, cái gì đấy, ui lại là liên hoàn, ui nó bắn ấy dạ, trời ơi cái gì đấy, cái con này nó ồn ào thế nhờ, ấy dạ ấy dạ, tôi không đánh chết cả nó được mọi người. Rồi tôi cần phải nóc quăng vô phước. Ok rồi, vô đây con kia, con này rồi đứng đây, cứ từ xa nó ra tí nữa mọi người mới chém được, chứ đứng này rồi bị lại bị quắt nữa, trời ơi cái con này khó chịu thế. Ra đây à, trời ơi đừng, cái con này tốn thời gian quá nha. Rồi mình sẽ cần phải xuống đây trước mọi người, rồi mình sẽ xác lá cà đó sau đây nè. Mày ấy da, trời ơi lại quăng nữa, mày không biết làm gì khác ngoài quăng à, nó còn chả biết đánh tay đôi nữa chứ nó cắn cung hơn mọi người. Đây này rồi, tức còn khoảng tầm là 5-6 chém thôi là được rồi. Đây ok, có vẻ nhiệm vụ này cũng không khó khăn lắm, vậy mà cũng làm khó được thủ trái đất đó chứ. Ây da da, trời cái gì ây da da, lại quăng nữa rồi, xuống sắp đá cài nó luôn. Mấy con này mình không có sợ đâu, với tài năng bbb 10 năm hơn 10 năm của mình thì mấy con này chả là gì hết mọi người. Ờ nó bỏ trừ ăn vô cái chứ không là lại không hồi máu nữa. Cái con này nó lên hiện tại nó mì dốt rồi nên là khá là dễ giúp mình. Ôi da lại quăng, ôi mẹ ồn ào thế nha, con này mày đi 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 thôi. Ô ô ô cái gì vậy, what the, ô ô ô chìa khóa kìa mọi người. Ủa có vẻ như là chìa khóa nhưng để mà cứu nhân loại mà cái trong cái máy nó nhắc đến đấy. Ui và nó được rất là nhiều kinh nghiệm luôn. Ok nhặt chìa khóa này. Và đây là chìa khóa Tire Danger One á. Ồ vậy là mình đã hoàn thành cái nhiệm vụ này sao? Ồ có vẻ khá là dễ nha. Nhưng mà quan trọng là bây giờ mình bị lọt xuống dưới hố rồi, con quái vật đó nó còn không lên được nữa cho mình. Ok. Có vẻ là ôi đánh được đập được mấy cục này à. Thì lên luôn. Ui đây là những cái cục đất của mặt trăng mọi người. Ồ chị mình vậy là chị có vẻ như là mình đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ này ấy. Ồ khá là dễ nha, vậy mà cũng làm khó được người trái đất à. Có vẻ như là cái nhiệm vụ nó bị cái nhiệm vụ này nó bị lừa mình hay sao á, nó không biết nó có lừa mình không nữa. Nhưng mà thôi kệ đi, mình lượm một vài những cái cục này để mà mình xây những cái biểu tượng chiến thắng cho mặt trăng. Ồ có tiếng gì đấy, nghe khá là ghê nha. Để mà xây những cái biểu tượng để mà đánh dấu mình chiến thắng nhau chăng. Ui đây là có dấu chân mình nè. Nhưng mà những cái dấu chân này nó không có được tồn tại lâu mọi người, cho nên mình sẽ đập những cái cục này ra để mà xây một cái dấu chân khác nhìn trông có vẻ ok hơn. Đây mình sẽ xây demo trước một cái dấu chân ở đây đấy. Ui để mình kiếm thêm một cái lóc nữa để mà đặt vô đây. Rồi ok mình sẽ xây một cái cục móc đánh dấu ở đây. Đấy, đây là sẽ là giả bộ, đây là sẽ là bàn chân của mình nhá. Đấy, ôi trời, cho đặt lộn mọi người, thôi cả đây. Đây là cục bóc đánh dấu, đây là bàn chân của mình đã đặt chân lên mặt trăng nhá. Ôi, vậy tính ra nhiệm vụ lần này nó khá là dễ ấy. Ồ, vậy trước khi quay về, chắc là mình sẽ đi tham quan xung quanh đây, coi liệu nó có cái gì hay ho không ha. Trên mặt trăng mà nó toàn là, nó chẳng có gì hết ngoài mấy cái này hết mọi người. Xung quanh toàn là hư vô thôi mọi người, toàn là những khoảng không hư vô thôi. Thôi mình cũng không biết là lát nữa nó sẽ xuất hiện cái gì đâu, nên là mình sẽ về nhà sớm thôi. Ok mình sẽ quay trở lại cái tàu vũ trụ đó của mình và chắc là sẽ đi về luôn. Ui trên mặt trăng có hang động đồ để mà đi mai à, ảo lòi thế. Rồi thôi giờ mình sẽ đi về thôi mọi người. Đây mình sẽ lên cái tàu vũ trụ mà họ đã cung cấp cho mình và bây giờ mình sẽ bay lên. Ok đấy, sau chuyến này mình cũng lượm được một vài món đồ từ vũ trụ đem về bán cũng khá tiền mọi người. Không biết là có được phần thưởng 2 triệu đô không, nhưng mà nhiệm vụ này cũng khá là dễ đấy. Mình vẫn có thể lượm được những món đồ mà họ cung cấp và những cái món đồ vũ trụ này để mà đem về bán sách vụn cũng được. Ok đấy, rồi 3, 2, 1, let's go. Dạ, rồi, quay về trái đất thôi. Để coi liệu mình có nhận được tiền thưởng nóng không này. Rồi có vẻ là nhiệm vụ này khá là dễ đấy, và còn lượm được những cái món đồ mà họ cung cấp cho mình nữa chứ, quá là easy game luôn. Rồi tiến về trái đất thôi. Ok rồi, trái đất của mình đây rồi, Overworld, và mình sẽ bấm vào đây. Đây là mặt trăng nè. Ui cái này là tàu vũ trụ mọi người, không biết là mình có nên đáp xuống tàu vũ trụ không ta. Cái gì đây,
Ủa cái này là tàu vũ trụ hả? Lộn, cái này là trạm vũ trụ hả? Uầy. Ôi nhưng mà cái tàu vũ trụ bên đâu? Ôi ơi 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 ơi, đừng có rớt. Ôi ơi, cái gì đây, cái gì đây? Hiện tại mình đang bị lơ lửng trong đây. Cái mọi người, đây là cái trạm vũ trụ hả? Ủa nhưng mà cái tàu vũ trụ của mình đâu rồi? Oh my god. Chết rồi mọi người, chết rồi. Giờ làm sao đây? Làm sao đi về nhà đây? Cái này là cục gì đấy? What? Oh, có biết đây là cái trong đây là không có. À cũng có trọng lực nhưng mà nó sẽ ít hơn bên ngoài mọi người. Nhưng mà cái tàu vũ trụ của mình đâu? Thôi chết rồi mọi người, mình bị mất cái tàu vũ trụ rồi, nhưng mà mình giờ mình bị kẹt ở đây rồi. Giờ mình phải làm sao để về nhà đây? No. Các bạn nào cứu mình với. No, mình không bị kẹt ở đây, sống mãi ở đây đâu. No.